Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 6 giờ ngày 28 tháng 7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Trong số 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng mới đây, hai bệnh nhân số 416 và 418 vẫn diễn biến rất nặng. Số lượng người cách ly và theo dõi sức khỏe liên quan đến 15 ca mắc mới này vẫn tiếp tục gia tăng. Trong 431 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 365 ca, chiếm 84,7%. Số dương tính với SARS-CoV-2 là 61 ca, chiếm 14,2%. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 2 ca, chiếm 0,5%. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 3 ca, chiếm 0,7%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 15.033 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 322 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.458 người và cách ly tại nhà, nơi cư trú là 2.253 người.